Nếu em có chút gì đó rung động với anh thì hãy bấm thì nút đỏ phía sau cái ghế á. Rồi cùng anh nắm tay anh đi hết chặng đường. Còn chỉ nút đỏ nữa. Thôi bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Mình giới thiệu lớn lên cho đối phương nghe luôn nha. Mời bạn. Dạ, đầu tiên xin chào quý vị khán giả, anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và bạn Minh Đức bên cạnh. Bình tĩnh. Em tên là Nguyễn Thế Hiển, năm nay 26 tuổi, nghề nghiệp là quản lý nhà nghỉ. Bên kia. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quỳnh Linh và chào các vị khán giả và bạn nam bên kia ạ. Em tên là Lê Thế Vi, năm nay em 23 tuổi, em đang sống và làm việc ở Bình Phước. Công việc hiện tại của em là buôn bán tại nhà với giữ nhà trọ cho mẹ. Ồ, một bên thì giữ nhà trọ, một bên thì quản lý nhà nghỉ. Ủa sao có sự trùng hợp vậy ta? Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là dễ bắt chuyện với người khác, nhiệt tình, với lại dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, với lại em giữ tiền rất là giỏi. Ồ, giữ tiền rất giỏi. Mẹ cũng đưa cho em giữ tiền đó. Vậy á hả? Đó điểm mạnh hay điểm yếu vậy? Dạ, điểm mạnh đó. Còn điểm yếu? Điểm yếu của em thì hơi nóng tính, với lại em mua nắng rất thường, lúc vui lúc buồn vậy đó. Bạn trai là điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, thích thương người. Thương người? Dạ. Còn điểm yếu của em là hơi nóng tính. Hả? Trời, hai bạn nào cũng nóng tính luôn hả? Hơi nóng tính, nhưng mà nếu mà quay qua làm chuyện khác thì xíu là quên liền. Còn gì nữa không? Có tật xấu gì không? Tật xấu ngồi rồi khi ngồi thì rồi run. Run quá đúng không? Dạ, run đùi. Này đâu có sao, nhiều khi cái tâm lý mình nó ấy, mình làm gì cho nó đỡ run thôi à. À, tình trường của hai bạn thì sao, bạn gái? Em thì có hai mối tình rồi. Mối tình mới đây thì mới chia tay được một năm. Thì yêu cũng 3 năm, nhưng mà yêu xa, cái ghen quá là không tin tưởng và chia tay. Ồ, xa là ở đâu lận? Thì bạn ở thành phố, em ở Bình Phước. Ủa, hiện giờ là em trai là đang ở đâu? Em thì ở Tân An, Long An chị. Rồi bây giờ mình dự định là hai bạn nếu mà yêu nhau, mình hẹn hò với nhau làm sao, bao nhiêu lâu gặp nhau một lần? Có thể một tháng gặp 4 lần cũng được. Tưởng là 4 lần. Được không em? Tháng 4 lần là được không em? Dạ được. Bên đây kia hai mối tình, bạn mấy mối tình? Dạ em chỉ một mối tình thôi à, kéo dài khoảng 4 năm. 4 năm? Lý do tại sao chia tay? Thì bên em phát hiện bên đàn gái chuyện nhỏ nhặt gì không đáng, cũng đem những lời nói không hay là chia tay rồi đòi này đòi kia, rồi em nhắc nhở nhiều lần rồi cứ tái phạm hoài, nên em thôi em chịu không nổi nên em quyết định chia tay. Chỉ có vụ đó thôi đó hả? Coi như là hở cái chia tay hay chuyện em... nhỏ không đáng cũng nói những câu không hay à. Bên kia nhớ nha, nói một lần thôi. Dạ. Nói nhiều lần quá cũng mệt, ta gọi là càm ràm đó. Có giận hờn từ từ giải thích ha. Rồi. Hôm nay bạn gái muốn tìm người yêu của mình như thế nào? Em muốn tìm một người là quan tâm em, chăm sóc em, thế lại nhường nhịn em chút. Có không em? Cái chuyện đó em làm được. Làm được. Còn gì nữa không? Ngoại hình thì em thích bạn nam cao 1m65 với 1m7, thế lại cao to. Đen mà không hôi. Ủa gì từ cao to đen mà không hôi. Bên kia sao? Cao có. To có luôn. Đen. Đen. Không được đen lắm. Mà không hôi. Hả? Mà không hôi. Hôi chờ chút biết. Chỉ của em mới kiểm tra được thôi. Mình có cái mơ ước gì đặc biệt không em? Dạ có. Em là hồi từ nhỏ rồi, tính lớn là em ước là 24 tuổi lấy chồng. Em ước 24 tuổi lấy chồng. Năm nay 23 rồi. Dạ đúng rồi. Hỏi bên kia coi được không? Anh thấy được không anh? Ừ, dạ được. Ủa cũng được. Được á, được. Có một năm nữa đó, ước muốn lớn nhất cuộc đời người ta là muốn 24 tuổi. Dạ kẹp, về bạn gái thì một năm tìm hiểu rất đủ rồi. Nếu muốn cưới giờ nào cũng được. Nhà cửa rồi đủ hết rồi ha. Dạ. Rồi em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Dạ bạn gái của em thì yêu cầu của em đơn giản à. Ngoại hình thì cũng tương đối, không ốm, không mập, nhìn cũng được, tròn tròn thôi. Có gì em không thích ở người bạn gái không? Em chỉ không thích người bạn gái là toan tính, ở núi này mà trong núi nọ, đem chuyện ở nhà người già ra, ở trong nhà ra nói chuyện ngoài á. Mới bên ngoài thì không thích. Mình có mấy cái tính đó không em? Không, em không thích nhiều chuyện. Rồi để tôi qua tôi coi. Càng to càng tốt. Càng to càng tốt. To cục trớn. Chà, to quá. Có hơi đen đen. Hồi hồng chưa biết. Ủa sao em dễ quá vậy? Em chọn vợ là sao cũng được hết trơn vậy hả? Mình không có đặt ra cái tiêu chí người phụ nữ như thế nào, hay cái hình mẫu lý tưởng em không có em? Chỉ cần là lễ phép với gia đình em là được. Hiện giờ em đang sống với ba mẹ.
Ba mẹ em có đưa ra cái tiêu chuẩn gì không hay là có... Em chỉ cần thương chồng, thương con rồi biết chăm lo, chăm sóc gia đình. Rồi mình có cái định hướng tương lai mình kiểu như mình giảm bớt rồi gì không em? Dạ có. Em đang chơi game à. Đang chơi game á hả? Dạ. Khi chơi nhiều mà sau khi chơi được nhiều? Lúc trước thì em cần lắm nhưng mà người ta hay nói là em tròn. Thôi nói chứ tròn tròn gì được rồi. Vấn đề là ốm chút xíu để giữ sức khỏe thôi ha. Để anh Quang coi mắt đàn gái coi sao nha. Ồ, chào em gái. Dạ. Dễ thương quá ha. Anh ở bên đây anh bự hơn em lắm, em sợ không? Ừ, gấp đôi em không? Gấp đôi gấp luôn. Đôi đó. Gấp ba luôn á. Được. Trời ơi. Ủa sao khoái vậy hả? Ủa sao không thích người phải bự hơn em? Ôm xuống như là ngủ ấm ấm. Không có đâu, cái này ngủ không ấm, em ngủ mà lỡ anh gác cái là em dẹp luôn đó. Nhưng mà giờ làm dâu á lo không? Không. Cô này giỏi mà. Trời, nhưng mà qua đây á, ở nhà em cái thú của em là giữ tiền, thu tiền, mẹ giao. Qua anh kia chưa chắc là giao tiền cho giữ đâu, buồn ha. Anh giao tiền em giữ mà anh. Anh có tất cả những gì là thuộc về anh là thuộc về em hết. Trời ơi. Ông gan quá. Nói đi nha. Không biết ông hỏi ba mẹ ông hỏi ba chưa. Mẹ không dám nó giao cho vợ hết. Hôm nay có đi với người thân không em? Dạ có, em đi chung với ba mẹ và cậu à. Trời có ba mẹ với cậu luôn, khỏe luôn. Xin kính chào tất cả mọi người trong khán phòng. Xin chào MC xinh đẹp Cát Tường. Dạ, cảm ơn và chú. MC tài năng Quyền Linh. Tôi là ba của Thế Hiển. Dạ, em chào hai bé. Là cô bé bên đây là ba mẹ rất là dự ý. Đó, còn cái Duyên thì tính sao ha. Để nhận xét riêng thì cháu Hiển thì ở nhà thì có cái ưu điểm là biết vâng lời cha mẹ. Phải là ai đăng ký cũng lên đây được. Đúng rồi. Thì đúng. Bây giờ chúng ta hãy cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu được thì người lớn sẽ đi tới, tiến tới và sẽ lo cho các con đầy đủ. Tuyệt vời. Hôm nay bạn gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ và bạn thân ạ. Ồ, có mẹ luôn hả? Ha. Chào cô. Chào cô. Xin chào anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường cùng quý vị. Thí Bi có những cái ưu điểm là rất là ngoan và là lo cho gia đình. Chứ khi ta muốn làm một việc gì thì ta rất là cẩn thận và suy nghĩ. Về khuyết điểm thì Thí Vi nghĩ con một cho nên hơi nhõng nhẽo, thích sự chiều chuộng. Dạ, cô nhận xét anh rể tương lai bên bển sao ạ? Nhìn chung thì cũng được, cũng xứng đôi. Nhưng mà chuyện tình yêu thì do hai đứa thôi. Dạ, cảm ơn cô. Hôm nay hai bạn rất hạnh phúc khi có sự chứng kiến của hai gia đình hai bên. Còn bây giờ điều gì đến sẽ đến. Chuyện của các bạn tự quyết định nha. Người lớn đã có ý kiến rồi. Kéo màn lên. Mời hai bạn. Món quà anh tặng cho. Cảm ơn anh. Anh thấy anh sao? Dạ, giống mọi người. Anh thấy em sao? Anh em gì cũng dễ thương. Em hơi nhõng nhẽo được không? Càng nhõng nhẽo càng thích. Cái món quà này là ý nghĩa gì vậy em? Đây là em nhà muốn trọ là... sau này là nếu mà thành vợ chồng thì sẽ vững chãi, tình cảm sẽ vững chãi một ngôi nhà đó. À, cái này em mua hả hay em không, làm? Em làm. À. Rồi, hai bạn nói chuyện với nhau đi. Ví dụ yêu xa vậy anh có ngại không? Không, anh cũng ít khi đi chơi nhưng mà xa vậy cũng không sao. Có gì mình tìm hiểu thêm về biết thêm. Dự định đám cưới xong mình làm gì? Thì nếu mà cưới xong thì cũng không được đăng mở. Ở đâu? Ở đâu thì tùy vợ mình quyết định. Đâu cũng được. Ở đâu có anh thì ở đó có em là được rồi. Trời ơi. Hạt ngào quá trời quá đất luôn. Dễ thương em gái, dễ thương quá. Nhõng nhẽo ghê, ở đâu có anh là có được luôn. Ở đâu có em là có anh đó mà. Rồi rồi định kế hoạch sinh con sao? Ừ. Ước mơ của em là 24 tuổi lấy chồng rồi có ước mơ gì sinh con không? Em nói với anh trai gái đi. Gì nói luôn đi. Em thích ba đứa, một trai hai gái. Nói với anh, nói với anh, có anh chịu không? Chịu không anh? Em sẽ đọc, em sẽ chơi một đội bóng cũng được. Ước mơ đội bóng xanh không nổi đâu. Nhà dư mà. Dư. Em hát bài gì tặng quái kia. Giờ em hát một đoạn thôi ha. Rồi. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, về đâu làng tóc xòa bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường khuya vẫn chưa mở lối.
Thôi vậy. Mở liền. Mở lối ra liền. Bây giờ hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Kế hoạch đồ mình có hết rồi. Bây giờ mình nói cái cảm xúc của mình ngày hôm nay. Gặp nhau, mình thấy đối phương như thế nào. Nhìn thẳng vào mắt cổ. Bữa nay lên đây anh cũng có cho mình một cơ hội rồi. Đó thì nếu em có chút gì đó rung động gì anh thì hãy bấm. Không rồi. Thì bấm nút đỏ phía sau cái ghế á. Rồi cùng anh nắm tay anh đi hết đoạn đường. Còn chỉ nút đỏ nữa. Được rồi. Ôi, thật là dễ thương quá, đặt tay vào nút đen, cái nút quá. Đỏ này nha. Anh kêu bấm nhưng mà mình có thích mình mới bấm nha, đừng có nghe anh suối nha. Chúng tôi xin nhắc lại các bạn, bấm hay không bấm là quyền quyết định các bạn. Nhưng khi chúng ta đã chọn bấm nút, chúng ta phải thật sự có trách nhiệm với cái bấm nút của mình. 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Tuyệt vời. Hợp lý. Nào, nắm tay mày đi. Mày tấm he tấm mét cưng. Nắm sao tay mà em kiếm cái gì vậy? Hả? Nắm. Dễ thương quá. Bây giờ xin phép mẹ hôn bạn gái một cái. À, đúng rồi. Cho con hôn. Cho hôn bạn gái. Bạn gái ai? Bạn gái của bác gái. Cái gì? Bạn gái của bác gái là sao? Cho con hôn bạn gái của con. À. Cho con hôn bạn gái của con cái nha bác. Đó cho rồi. À, em cho hôn. Cho em cho hôn. Từ từ để lâu lâu, để lâu lâu để đó. Để nó chụp tấm hình. Bác gái, dạ. Bác có thể hai bà xui nói chuyện nhau chút xíu nữa nào. À, bác gái rất xúc động ha. Ơi, sắp sửa làm xui rồi. Dạ. Mình về. Mời nhà trai. À, chào anh trai. Ngồi đi em. À, nào cưng, giới thiệu về mình đi. À, em chào chị Hồng Vân ạ. Em chào anh Quyền Linh. Em chào bạn nam bên kia. Và em chào toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. À, em tên là Phạm Thị Trà My. Năm nay em 23 tuổi. Và hiện tại em đang là giám đốc kinh doanh của công ty Cobala Decor ạ. Ở Hóc Môn ạ. Rồi, mời em trai. Em chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Và chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Ngô Hoàng Viễn. 24 tuổi. Hiện đang là giám sát của công ty Nestle Việt Nam. Trời ơi, trẻ bên măng, kia, trẻ măng giám à. Đốc bên này giám sát. Ngồi kế là giám thúi. Sao bây giờ mình nói sơ về cái điểm mạnh và cái điểm chưa mạnh của mình nào? À, nói về điểm mạnh của em thì em có thể nấu ăn, hát, đàn piano. Và đặc biệt là em rất là thích kinh doanh ạ. Còn điểm chưa mạnh? Điểm chưa mạnh thì... em không biết bạn nam bên kia nghĩ sao, nhưng mà em đi với bạn thân của em thì em hay nói một số những cái từ không tốt ấy ạ. Em cũng cố gắng em sửa, và nói chung là trong những trường hợp như gặp người lớn hay là gì đó thì em không nói những từ đó. Còn như đi với bạn mà toàn bạn thân thì em cũng thì lâu lâu hay bị phọt ra, đúng không? Đúng rồi. Và một điểm yếu nữa thì em nghĩ là em hay nói thẳng ạ. Dễ mất lòng người khác lắm, giống như em thấy sao thì em nói vậy. Rồi, mời em trai. Dạ, điểm mạnh của em thì ở nhà thì em biết làm hết việc nhà, biết nấu ăn. Ngoài ra thì có thêm kinh nghiệm chăm cháu nữa. Rồi trong công việc thì em là người khá là nhanh lẹ nên là thích nghi công việc nhanh. Bạn có tài lẻ gì không? Dạ, tới cái tiếp là đi chơi thì em biết chụp hình, biết quay phim, biết dựng phim, biết sửa ảnh. Ồ, cũng giỏi. Ngoài ra là em cũng có mấy kỹ năng sinh tồn nên đi chơi là không có sợ gì hết. Em có tật xấu gì không trai? Tật xấu thì... bạn nữ bên nãy có nói tật xấu của bạn thì thực ra thì em cũng vậy thôi. Giống giống không? Dạ. Tuổi trẻ mà. Bạn em thì em nói chuyện cũng không có giữ ý tứ gì hết. Nhưng mà gặp người lớn thì sẽ khác. Đúng rồi. Bên cạnh đó thì em có cái tính xưa giờ, bản thân em cũng không thích cái tính này của em, đó là nếu như một cái chuyện nó không quan trọng đó, là em cứ để đó. Thuộc cái dạng là nước tới cổ mới bơi, nhưng mà tới chân ngành thôi. Nhưng mà sau này phải khắc phục nha, cái đó sau này dạ. Đôi khi nó cũng phạm sai lầm nhiều lắm, nhiều khi cứ chờ nước tới chân nước nó ào cái là không lo được gì luôn. Em lãnh hậu quả nhiều rồi. Thôi, đàn gái cho chúng tôi biết một chút về đường tình duyên đi. Dạ vâng ạ. Em thì em trải qua 4 mối tình rồi ạ. Mối tình gần nhất ở đây được hơn 1 năm, bạn ấy nhỏ hơn em 3 tuổi. Và hút thuốc
xăm mình, nhậu nhẹt, tức là tất cả những cái mà em nghĩ là không có một người phụ huynh nào muốn con của mình quen. Nhưng mà em cũng thử cố gắng, hai đứa cũng hơn được một năm, nhưng mà do rào cản là bạn tự cảm thấy là em thì như vậy, còn bạn thì công nghề nghiệp chưa ổn định ấy ạ. Nên là bạn chủ động chia tay, bạn rút lui. Vâng ạ. Lý do gì mà em tới chương trình bạn muốn hẹn hò? Bởi vì em còn rất là trẻ. Dạ, thì mẹ em, cái đợt mà em và bạn nam vừa rồi chia tay ấy, thì em khóc nhiều quá, em rất là buồn nhiều. Mẹ nói là mẹ sợ em mủi lòng rồi lại dễ quay lại với bạn nam đó. Một phần, với một phần là thật ra là em thấy em cũng không đến mức xấu quá, hay là em không có tệ tới mức mà không ai thích em ấy. Mà mẹ em cứ sợ em ế. Mẹ mới xem chương trình mà em mê là mẹ đăng ký cho em luôn. Thì em cũng thử mở lòng, em muốn mở lòng mình để tìm một bạn nào đó phù hợp với em. Hy vọng hôm nay em sẽ tìm gặp một người ưng ý nha. Dạ em cảm ơn ạ. Em trai có mấy mối tình? Dạ em chưa có mối tình nào hết. Đó, vậy mà ai tin chưa có người yêu không? Không có mối tình nào không? Có đơn phương không? Dạ đơn phương thì cũng có, chưa đi học thì em thì chuyên gia là đi mấy bạn lớp phó học tập. Bạn này là phải con gái giỏi, sạch sẽ, gia đình gia giáo. Đi trong lòng. Tiêu chuẩn hơi kỹ, hơi cao một chút, cho nên là bạn không có người yêu là lý do đó. Đúng không cưng? Dạ, y chang vậy đó. Tức là bây giờ bạn này chỉ hình dung xem là bạn bên này á là có đúng như trong cái suy nghĩ của bạn hay không. Chứ còn gu bạn này là tôi biết rồi. Em đoán thì chắc đây cũng là một bạn gái xinh xắn. Và em nghĩ là sẽ chững chạc vì 23 tuổi mà đang đương cái chức vụ đó thì nó không hề nhẹ nhàng. Có chút mạnh mẽ, cá tính ở trong đó. Nhưng mà em có e ngại cái chuyện mà em thì chưa có yêu ai mà trong khi bạn thì là bốn mối tình rồi không? Có một chút chút, cái nỗi sợ đó nó cũng xuất phát từ cái câu chuyện mà bạn mới kể. Là cái bạn trai cuối cùng là kém 3 tuổi, nhưng mà bạn nữ khi chia tay lại khóc rất nhiều. Và bạn đó thì lại có nhiều thói xấu như vậy á. Có thể là bạn nữ này thích bad boy hơn là good boy, em nghĩ như vậy. Em sợ cái gu không có giống gu em đúng không? Dạ, em là thích good girl. Nhưng bạn này, bạn có thích bad boy không? Em nghĩ là quan trọng là cảm xúc và hai người hợp nhau nữa. Chứ còn nếu mà người ta có thể có nhiều 10 phần mà chỉ có 4 phần tốt thì 6 phần còn lại vẫn hoàn thiện được, nếu mà mình thực sự mình muốn cố gắng cùng đối phương ạ. Nên là good hay là bad thì đều không sao hết. Nhưng mà cái gu của bạn là như thế nào? Với một người đàn ông thì bạn muốn là ăn mặc sao? Mặt mũi phải như thế nào? Bạn trai của em thì em nghĩ là đầu tiên là phải chịu được tính cách, vì thực sự nhìn em vậy thôi. Nhưng mà những lúc mà em mà giận, nhiều khi em cáu gắt lên, rất là nói những câu hơi bị khó nghe, làm cho họ sẽ buồn. Em muốn bạn nam phải cao hơn em. Đương nhiên là cao hơn em, dạ. Đó kêu nhiều khi gấp đôi em á. Và ăn mặc lịch sự là được. Bên đây lịch sự, ngon lành, sạch sẽ luôn, mặc đồ đúng gu luôn đó. Em cao 1m nhiêu à? Dạ, 1m75 ạ. Đó, 1m75 gấp đôi bạn này rồi. Đúng rồi. Em 1m75 đó. Em trai muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào? Em nghĩ là một phụ nữ thì bạn thì người về công việc thì em nghĩ là nếu được á, thì sẽ là một người phụ nữ của gia đình nữa. Nhưng mà mình yêu cầu thấy cũng khó, một người phụ nữ vừa gia đình mà vừa công việc khổ người ta lắm. Dạ. Đôi khi người ta giỏi chỉ có một thôi, mà nếu mà phụ nữ giỏi hai cái đó thì quá giỏi rồi. Có à, Vâng đó có hả? Những người phụ nữ như vậy à? Vâng, không Vâng phụ nữ như thế, nhưng người phụ nữ thấy khổ lắm em. Thật ra em cũng muốn chia sẻ thêm là bản thân em cũng là một người rất là giờ này cũng chẳng chứ ai là cũng một phần vì công việc. Bên cạnh đó là em vẫn dành những khoảng thời gian dành cho gia đình. Và em trân trọng điều đó, như là đi làm về em đã quy định cái thời gian em làm việc là em làm việc thôi, còn khi về gia đình là em sẽ dẹp hết công việc qua một bên, chăm sóc gia đình. Và tốt. Dạ. Rồi bây giờ thì để anh xem mình đàn gái. Dạ. Làm sao nha. Anh nhờ anh Quỳnh Linh. Ủa trời ơi, dễ thương quá trời. Dạ, em cảm ơn. Người này cũng gu thẩm mỹ tốt, người bên đây cũng gu thẩm mỹ tốt luôn, hai đứa hợp ha. Hợp đó. Rồi hôm nay thì em gái đi với ai? Dạ em đi với đồng nghiệp em là sếp của em ạ. Hi, xin chào anh Quyền Linh và chị Cát, chị Hồng Vân ạ. Chào bạn trai và gia đình bên bạn trai. Thì em thấy thì bạn trai bên đây thì rất là hợp với gu của mình. Thì nếu mà được thì tìm hiểu, nói chung là trai tài gái sắc. Cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với lại anh họ em, với lại bạn của em. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh. Chào nhìn bạn mình và chào mọi người ở đây. Theo anh đánh giá thì hợp với thằng em anh là chắc cũng phải là lên tới 80 rồi đó, 80% là hơn. 80%. Đúng rồi. Tại vì bản thân thì thằng em anh nó chỉ có một số điểm yếu nhỏ thôi, là nó hơi ham chơi chút xíu thôi. Thì cũng hy vọng là em có thể chấp nhận nó. Còn Viễn nè, thực sự bạn bên đây là rất là dễ thương.
Nếu anh đánh giá thì tính cách mạnh, tốt, cũng khá giống em. Cũng mong là hai bên cũng thể tiến được với nhau. Rồi, cảm ơn nhà trai. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Không gian này là của hai đứa đó. Dạ, chào anh ạ. Chào em. Cái này là quà em tặng cho anh. Dạ, em ở Đắk Nông nên là trồng cà phê. Cái này là cà phê nhà em làm ạ. Rồi. Em cảm ơn. Rồi mở ra mình mở quà luôn. Cái này là gì vậy? Em tặng cho bạn nữ là của anh Bum do mình đó. Nên là em hy vọng là của anh Bum này sẽ lưu trữ kỷ niệm của hai đứa em. Dạ, cảm ơn anh. Rồi ạ. Thể hiện anh thấy đây máy chụp hình này là gì? Dạ thì em muốn lưu lại khoảnh khắc đầu tiên của hai đứa luôn. Chụp luôn. Dạ. Đó, lưu lại khoảnh khắc. Bạn kia tạo dáng luôn. Tạo dáng đi cưng. Để tôi né qua một bên. Ngược lại. Ok. Như chuyên nghiệp luôn ha. Dạ, giống studio. Rồi, một bộ. Dạ rồi. Ok. Nhớ gửi hình cho anh nha. Dạ. Rồi em có cái món quà gì em tặng liền. Em xin gửi tặng anh Quyền Linh, chị Hồng Vân với lại tất cả quý vị khán giả ở đây và anh bài hát mà em tự sáng tác ạ. Wow. Ngày ấy người vội vàng buông cánh tay này, chẳng còn gì anh bước đi vội, anh quay lưng em bất khờ. Chiều vắng ngoảnh lại nhìn nơi phía sau em, lục lại tìm ký ức không anh, em chấp nhận mất anh đây, đừng để tình yêu thêm ngày sâu đậm, và dù người ra đi chẳng hy vọng, anh ấy đã quá xa rồi, em đã mất anh rồi, còn đâu và để lệ hên cay bờ mi rồi, lục lại tìm anh yêu dần nơi nào, anh này chẳng giống như xưa, mình em bữa rơi mưa tóc quen. Hay quá. Các bạn nói nghe nè, cái bài này rất là hay. Dạ. Nhưng mà phải để một người khác hát, còn ngay thời điểm này em phải hát một cái bài gì đó mà nó mang tính gắn kết và trời ơi, lại một mình em dưới mưa rồi nhớ về anh. Tôi đừng em phải đổi bài đi. Em hát bài Em Dì Ơi của Trách nha. Dì Ơi, anh Dì Ơi. Đừng khóc như thế, xin đừng khóc như thế, bao nhiêu niềm đau chôn giấu, mong ngày sẽ qua mau, đời phong ba, độc thân bước chân sơn hà. Buổi sáng hôm ấy khi còn trắng sương bay, ta như làn gió phiêu lãng mang hành lý thương nhớ. Nhìn bạn trai đi cơ. Chẳng sao đâu, dù biết có khi còn lâu. Lạc mình trong cánh buồm phiêu du, chiếc thuyền đông đưa nhớ ngày xa xưa bé nhỏ hay thưa mẹ thưa cha rằng con đi học mới về. Giờ tung bay khúc nhạc mê say, bước lòng tha hương, ước rằng ngày mai nắng lên, ngày mai nắng lên ta sẽ quên. Này 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 anh gì ơi, anh gì ơi, anh gì ơi, ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Thật lòng này ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có trông. Việc gì phải ôm buồn đau, riêng mình ta, cuộc đời là muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa, cuộc đời này thật là vui biết bao, trời xanh núi cao mây ngàn sao. Oh. Quá. Trời ơi. Rồi. Nghe ta hát thôi là bấm nút rồi, không như cần là, hỏi là han gì nữa. Như đó rụng tim rồi đó, rụng nụ luôn. Thôi, bây giờ thì mình trao đổi chút xíu đi. Anh thấy là cặp đôi này đẹp trai rồi đẹp gái ha, có tài này kia nữa. Đúng cái gu mà em thích là em thích một bạn nam cao này và ăn mặc lịch sự, thì không biết là sau này tìm hiểu như thế nào, nhưng mà hiện tại thì em thấy là bạn rất là phù hợp với em. Riêng bản thân anh á, khi nhìn thấy em thì về ngoại hình em thì em rất là dễ thương. Còn anh thì chắc phải cần thêm một vài buổi trò chuyện nữa khi mà nói chuyện nhiều hơn, thì anh nghĩ là với cái năng lực, khả năng của em hiện tại thì anh nghĩ chắc anh cũng bị đổ sớm rồi. Anh rớt liền, anh rớt ngay sau đây rồi. Thôi mình hẹn hò sao các bạn.
Hiện tại thì anh đang ở quận 7. À. Thì không biết là mình đang ở đâu rồi. Em ở Hóc Môn, ở công ty luôn ạ. À, là mình ở tại công ty luôn. Dạ đúng rồi. Chắc kiểu này nó dọn nhà nó Hóc Môn nó ở luôn á. Không mà thật sự là công việc là giám sát nên là cũng đi nhiều nơi nên là mặc dù là làm nhà ở quận 7 nhưng mà làm ở quận 3 và chiều thì về tới Tân Phú lận. Chiều về Tân Phú là cái kho của nhà phân phối ở đó mình phải về đó. Đứa ở kho, đứa ở công ty. Ý là đó giờ anh chưa bao giờ quen ai đúng không? Đúng rồi. Bây giờ nếu mà anh hẹn hò với một người thì anh có chịu được cái tính cách của một người mà hơi bị thẳng thắn như em á? Những lúc em tức lên là em nói với lại hành động của em làm cho nhiều khi em làm tổn thương á, thì anh có chịu được không? Lúc nào em cũng muốn người khác làm lành trước. Anh là một cái người mà lúc mà giận á là anh bỏ đi, nhưng mà không phải bỏ đi là bỏ đi luôn, mà là bỏ đi cho chờ người kia nguội xuống rồi mình mới về. Vậy nếu mà quen em không muốn người bạn trai mà khi mình đang giận nhau tự nhiên bỏ đi. Mặc dù em biết là em sai, em ngang ngược, nhưng mà sau đấy em sẽ tự chủ động xin lỗi cũng được. Nhưng mà em không muốn người ta bỏ đi vì em sợ cái cảm giác bị bỏ rơi đúng không? Đúng rồi, chính xác ạ. Nên là anh đừng bỏ em đi. Ok, thì em cần cái gì đó để hạ nhiệt kịp thời thì ok, anh sẽ hạ nhiệt kịp thời. Nói sâu một tí xíu ha, là nếu như mà lấy nhau về thì em nghĩ ai sẽ là người nắm giữ tài chính? Em nghĩ là tài chính thì của ai tự quản đi. Nhưng mà mình phải có một cái nguồn để cho trong gia đình chi tiêu, ví dụ như là nội trợ hoặc là thăm ngoại thăm nội đúng không? Thì đương nhiên là hai đứa phải có chung một khoản đấy rồi. Nhưng còn ví dụ như lương tháng anh bao nhiêu em cứ tự giữ, em cứ tự giữ. Còn anh thích dắt em đi ăn cái gì hay là mua quà tặng em thì em không từ chối đâu. Thì cái đó là riêng. Còn không nhất thiết là anh phải đưa cho em hoặc là em phải đưa cho anh làm gì cả. Mình tự chủ về kinh tế. Đúng rồi, anh cũng suy nghĩ như vậy. Rồi, bây giờ trước khi ta bấm nút, chúng ta cảm nhận gì về cuộc nói chuyện ngày hôm nay và cảm nhận người đối diện thế nào? Em nói đi em. Thật sự là do cũng chưa yêu bao giờ nên em cũng không biết diễn tả cái cảm xúc của mình lúc này là như thế nào. Nhưng mà với bạn nữ thì em nghĩ là em muốn tìm hiểu bạn. Rồi, thôi, còn cái chuyện trả lời câu hỏi đó thì bạn nữ sẽ trả lời bằng nút bấm. Hãy để tay nút bấm đi các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra thật sự con tim mình có rung động với đối phương chưa. 3 2 1 Chúc mừng. Chúc mừng các bạn. Mình nắm tay nhau. Yeah. Bắt đầu từ ngay bây giờ chúng ta đã quyết định hẹn hò với nhau, tìm hiểu nhau. Hãy giúp đỡ em ấy trong tình yêu, bởi vì chưa yêu lần nào. Một người 4 mối, một người có 5 mối thôi. Bây giờ trước mắt gia đình hai bên ha, em nói gì với những người lớn đi? Gửi cho ba mẹ em trước đi. Là con cũng cố gắng làm thực hiện cái việc mà ba mẹ đang mong muốn mấy năm rồi. Là cũng ráng kiếm người về cho ba mẹ. Còn với hai bác thì con hy vọng là với bản lĩnh của mình con có thể bảo vệ cho em ấy. Em ấy tên gì? Em ấy tên gì? Tên là My. Trà My. Nhớ em trai tên gì? Măng liếp rất là sang. Nhắc liền nãy ta nhắc rồi nhắc luôn. Viễn ạ. Anh hôn nụ đầu tiên, chưa hôn nụ môn nào nha. Bây giờ em đáng lý phải là cái người mà dẫn dắt để tình trường em hơn ta, đúng không? Cho nên bây giờ em phải là người mà làm cái điều đó trước, rồi sau đó ta làm lại. Bây giờ cao quá, cao sẽ kiếm tôi. Không xuống, không sách luôn. Rồi đó, em làm lại đi. Cũng với nhau 6 tháng là thấy không hợp nhau nên đã chia tay. Thì em cũng ly hôn cách đây 2 năm rồi chị. Thỉnh thoảng cũng đi đám cưới hay gì là cũng uống một ít, mặt đỏ hồng hồng để nhìn rất xinh xinh. Trời ơi. Hát nói phiêu. Ừ, hát nói phiêu. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Thôi đi bạn. Rồi, em giới thiệu về mình đi cưng. Em tên là Quỳnh Thị Kiều Kiều, em nay em 26 tuổi. Em là nhân viên văn phòng của công ty giày ở Bình Dương ạ. Ở Bình Dương, tên là Kiều Kiều. Kiều Triều chị. Kiều Triều. Dạ, Kiều Triều chị. Kiều, tên lão quá ha. Kiều Triều, 26 tuổi. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Hoàng Nam, 30 tuổi.
Hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện ra làm công nhân cơ khí. Công nhân cơ khí. Dạ. Bạn gái chúng ta có thể chia sẻ một chút xíu về chuyện tình cảm của mình. Em quen bạn trai đó được 2 năm. Xong rồi tiến tới hôn nhân. Sống với nhau 6 tháng là thấy cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc nữa, không hợp nhau nên đã chia tay. Nay được 3 năm rồi chị. Chị có cháu nào chưa? Dạ chưa chị. Chưa, nghĩa là mới sau 6 tháng là mình đã chia tay rồi. Dạ đúng rồi. Nguyên nhân tại sao? Dạ do bất đồng quan điểm, không hợp nhau, cứ cãi nhau hoài chị. Anh bên kia thì sao? Tình trường như thế nào? Dạ tình trường của em thì em cũng ly hôn cách đây 2 năm rồi chị. Có cháu nào chưa? Dạ chưa. Cưới bao lâu? Cưới được 4 năm. Ồ, 4 năm á? 4 năm là một thời gian khá dài chứ bạn. Dạ tại cũng hay xích mích cái là ly thân xong sống lại ly hôn luôn. Nhưng cái nguyên nhân từ đâu ra mà nó xích mích rồi ly thân? Do tính cách của hai đứa không hợp nhau. Ngày hôm nay thì thật sự là bất ngờ khi mà hai bạn gọi là đồng cảnh ngộ với nhau ha. Thôi mình bỏ qua, bây giờ mình nhắc chuyện mới. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, vui vẻ, có khi là nổi loạn với đám bạn. Nổi loạn là nổi loạn cỡ nào lận? Nhiều cái đó chị, cười rồi nói chung là mọi cái giỡn, nhiều cái nổi loạn lắm. Vậy á hả? Dạ. Nghe nổi loạn nó loạn không bạn? Tôi đang suy nghĩ biết nổi loạn là sao, cười. Hả? Cười, cười một cái là kinh khủng. Em cười thử thôi, thử coi nổi loạn nha, thử ơi. Lớn nữa được không? Được mà để. Đâu thử thử coi, hết cỡ coi. Thôi được anh. Thôi rồi còn gì nữa, có sở thích gì nữa không? Em sở thích đi du lịch, này đi chơi cùng bạn bè, hát karaoke chị. Thế hả? Rồi, thôi bây giờ coi như hát karaoke đi. Đó, không cười thì ca. Em hát đoạn thôi. Hát đoạn thôi được. Dạ. Từ lâu em đã yêu thầm anh đó mà không dám nói nên lời. Anh chẳng hiểu được lòng của em còn ngại ngùng sâu đã yêu người rồi biết không. Nói là vậy. Giọng này cũng giọng miệt mài karaoke đây nè. Khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm của em là em cũng hơi khó chịu. Khó chịu rồi nói chung là dễ xúc động lắm chị. Dễ khóc lắm. Thôi vậy hả? Dạ. Vậy là mình coi phim coi đồ vậy mình cũng hay khóc lắm. Dạ phải cũng không? Hay khóc chị. Còn bạn trai điểm mạnh điểm yếu của bạn thế nào? Biết chăm sóc gia đình, biết biết cách chăm sóc em bé. Em bé đâu chăm sóc? Đây của chị. Hả? Của chị á. Của chị hả? Dạ. Giữ em bé rồi biết coi con được không anh? Có biết. Biết coi con rồi điểm mạnh, còn điểm yếu? Điểm yếu em như là da đen, nhút nhát, nói chuyện hay rè, ngủ hay nghiến răng. Nghiến răng có nghiến vợ không anh? Không. Hết chưa? Hết rồi đó, em gái nghe thấy sao? Dạ, cái đó thì cũng có thể khắc phục được. Rồi, mình cũng đã gãy đổ một lần rồi ha. Thì bây giờ mình mong muốn tìm một người chồng tương lai của mình là người như thế nào? Em muốn tìm một người biết quan tâm, biết chia sẻ, biết thương vợ con. Đừng có ăn chơi, đừng có nhậu nhẹt, vũ phu. Anh ơi, có vũ phu không em? Dạ không ạ. Chắc không? Dạ chắc. Em có vũ cũng không lại bên này đâu. Còn gì nữa không em? Đừng nói nhiều. Anh tính chậm lắm em ơi. Về ngoại hình? Ngoại hình thì cao hơn em đi. Da đen, ngăm ngăm dễ thương. Rồi, thấy cái bộ này bao ăn luôn. Cao là cao cỡ nhiêu? Em cao nhiêu? Em cao 1m65 chị. 1m65 là bên kia phải cỡ 1m7 à? Hơn. 1m7. Được không? Được. Rồi, còn gì nữa không? Tóc tai, tóc tai gọn gàng, nói chung là phải sạch sẽ, thơm. Phải thơm, thơm hả? Lạ đúng lắm rồi. Nha. Cái này hồi em hửi coi thơm chứ anh chưa dám hửi. Tròn tròn, mỏm mỉm em thích. Ôm mới sướng. Đó. Đó, chuẩn vậy đó, bên kia thấy sao, đáp ứng được bao nhiêu được phần trăm? Em thấy đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Em đáp ứng cũng được 70%. 70%. Dữ ha. Còn em yêu cầu bên đàn gái thế nào? Dễ nhìn, biết quan tâm lo lắng gia đình là được rồi. Mẫu người rất giống chị, các trường là được rồi. Có điều gì em không thích đỡ người phụ nữ không em? Dạ, em không thích phụ nữ là đua đòi, lăng nhăng hay nhậu. Có nhậu mà em? Dạ, dạ thỉnh thoảng cũng đi đám cưới hay gì là cũng uống một chút ít. Karaoke rồi ha. Mặt đỏ hồng hồng cái nhìn rất xinh xinh. Trời ơi. Hát nó mới phiêu. Ừ, hát nó mới phiêu. Đúng tôi rồi. Thấy cô này nha, đến quan coi trước là gái của làm sao. Trời ơi, dễ thương quá. Nhắm vũ phu nổi không? Không nổi đâu, không nổi đâu. Anh mình đã nhìn khô à. Chắc về chắc em ăn hiếp ảnh quá. Thôi ăn thôi đừng có hiếp. Nghe chưa? Sợ đúng hết rồi.
ăn thôi nha. Bên kia còn bên kia ngược lại. Đúng rồi. Anh ghen dữ không? Ghen nhưng mà ở mức độ vừa phải, với lại mình phải để cho người ta ghen mình có giá. Có thích sự lãng mạn không? Dạ thích. Anh có lãng mạn không anh? Anh hả? Đôi khi cũng lãng mạn, đôi khi cũng lãng nhắc. Em có tật xấu gì không? Em thì dễ giận lắm, khó chịu. Ai mà bỏ đồ lung tung là em bực mình á. Em là thích sự gọn gàng, ở dơ là em ghét lắm. Mình đây thích thơm. Em thích thơm mà. Chút hửi thôi nha, thơm nha. Nha, kéo màn lên cái nhà qua hửi liền nha. Ví dụ này quan trọng lắm chứ bộ. Trời ơi. Ủa, thí dụ bây giờ lấy nhau rồi à, thí dụ làm dâu, em có làm dâu được không? Dạ được, em cái đó là nữ công gia chánh thì em làm được chị. Rồi để hỏi coi là hẹn hò sao. Dạ chào chị. À, bạn gái ở xa xa vậy em có ngại không? Dạ không vậy. Rồi em lập kế hoạch tính là hẹn hò như thế nào? Chắc ngày nào nghỉ em chạy lên trển. Mà lâu lâu bao lâu mới được nghỉ một lần? Thứ bảy chủ nhật. Mình có phải làm dâu gì không em? Chắc không chị. Nếu bây giờ mình lấy nhau thì mình sống ở đâu, hai vợ chồng sống riêng hay sao? Sống ở nhà mà em ở với mẹ với ba. À, thì có nghĩa là giờ lấy vợ về là ở chung với ba mẹ luôn đúng không? Dạ. Vậy làm dâu rồi đó. Vậy ta hỏi có làm dâu không, nói không. Trời ơi ông ơi. Vậy để hỏi cô có chịu về Biên Hòa ở luôn không? Sau này mình đến nhà chồng ở là mình bỏ chỗ của mình đi theo nhà trai em chịu không? Nếu mà cưới thì mình phải theo chồng chứ. Chấp nhận luôn đúng không? Rồi. Có cái điều gì mà em không thích ở người phụ nữ nữa không? Vậy rồi. Đơn giản vậy thôi hả? Đơn giản vậy thôi. À, ở nhà ba mẹ em có khó không? Dạ không. Bây giờ nếu mà được thì chừng nào mình tiến tới hôn nhân được? Dạ có thể cuối năm hoặc đầu năm sau được. Mà mình có muốn lập kế hoạch là sinh con trai hay con gái gì không? Gia đình có yêu cầu không? Dạ không. Ok chị được rồi. Thôi bây giờ chúng ta gặp gỡ người thân đi. Sao cũng được hết trơn á trời. À, không có yêu cầu gì hết trơn. Em gái em có đi với ai không vậy? Dạ em đi với em gái của em ạ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường và chào toàn thể khán giả trường quay ạ. Em là em gái của chị Triều. Dạ nhìn anh bên đây thì anh cũng dễ thương, cao ráo, đẹp trai. Còn chị của em thì em cũng nói luôn, chị em là người phụ nữ của gia đình, gọn gàng, sạch sẽ, chăm sóc gia đình rất là tốt. Em muốn nói gì với em gái tương lai không? Nếu mà anh với em, anh với bà chị của em á tiến đến được với nhau á thì anh cũng cố gắng để chăm sóc chị em nó cuộc đời này. Trai đi với ai? Dạ em có đi với chị với lại chị, mẹ. Có chị với mẹ nữa. Chào cô. Chào Quyền Linh, Cát Tường. Dạ. Tôi thấy được. Thì ví dụ giờ còn duyên nợ hai đứa đến với nhau rồi hẹn hò thì tiến tới thì cô cũng mừng. Cô có yêu cầu gì bên đàn gái không? Không, cô cũng dễ lắm, về cũng không có làm dâu gì hết á. Thì chị thấy em gái bên này cũng được á Nam. Chị thấy hợp á. Rồi, cảm ơn gia đình bên Nam. Bây giờ kéo màn lên hai bạn gặp mặt ha, rồi tự quyết định. Tôi qua đi Nam. Chào anh. Chào em. Này em có món quà tặng. Rồi. Rồi em. Cái hoa đó em mua hay là em làm vậy? Dạ em mua. Khoan, đứng nguyên. Xin chào, em quay mặt vô nó. Rồi nó hửi đi. Dạ thơm. Hả? Thơm. Thơm hả? Chưa hửi sao thấy thơm? Hoa thơm. Trời hoa thơm. Thiệt tình luôn tính. Ồ, ảnh hay người sao? Cũng thơm luôn. Hả? Người cũng thơm. Thơm mùi nắng. Thôi chúng ta bắt đầu trò chuyện với nhau. Anh thấy em như thế nào? Thấy em cũng dễ thương. Tròn tròn như những. Tròn tròn. Em thấy anh dễ thương. Da đen, đúng cái gu em chọn. Em thấy anh mặt anh thế nào? Người ta nói hay nói anh là mắt mắt hí, mắt nhịn gian gian. Không, gian gian thì đối với ai chứ em thấy cũng bình thường. Dễ thương mà. Có nét cái đó là cái ưu điểm riêng của mình. Anh biết hát không anh? Anh biết hát dở. Hát dở hả? À, làm luôn. Làm luôn đó. Đi, hát hay không bằng hay hát mà. Quên tiêu rồi. Này người yêu dễ thương, em như muôn hoa say sưa ngát hương nồng, điểm tô cho lòng anh, đêm mong đêm bao ý thơ. Dạ xin hết rồi. Được mà, hay mà, ok. Hay hả? Hay mà. Hát chay vậy là ok rồi, anh Quyền Linh. Không, hay thiệt. Không, hay mà. Vậy, luyện karaoke mỗi ngày thôi, có gì đâu. Mình bàn tới chuyện hẹn hò yêu đương đi em. Một tuần anh lên em được mấy lần? Nếu anh rảnh, giờ nào anh đi về đó?
anh dự định tương lai anh cưới vợ thì muốn mấy con anh? Anh hả? Muốn sao cũng được. Em thì hai con là được rồi. Có nếp có tẻ thì vui. Còn con gái cũng vui, mình mua sắm cho nó dễ thương, em thích. Nè, em dự định khi nào mình kết hôn được? Cái đó thì do hai người tìm hiểu nhau. Em cũng mất mát cũng nhiều lắm rồi. Giờ nếu mà có người chia sẻ, quan tâm em, lo lắng cho em được thì em có thể đi đến hết cuộc đời này. Anh cũng có một lần gian dở với em thì mình đã gặp nhau cũng một cái duyên. Hay cho nhau cơ hội. Dạ. Hết thời gian luôn. Cặp này anh thấy cũng hiểu nhau rồi đó ha. Cũng hợp lý. Bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ, nhắm mắt lại xem từ nãy giờ chúng ta nói gì, cảm nhận có phải là một nửa của nhau hay không. Rồi chúng ta bấm nút. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng hai em nha. Nắm tay nhau đi. Nắm tay nhau đi hai đứa. Bây giờ mới là bây giờ mới là coi như thơm hay không nè. Hôn đi em. Để nguyên, đẹp đôi quá. Rồi, bạn gái hôn bạn trai coi. Bên 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 phải, bên trái, bên đây xíu. Trời ơi, ông sợ, ông bánh sư, ông sữa gì mà có cái nút phải tiếng không ra. Kệ người ta đi, cô lo quá, cô lợi, sợ người ta không tìm ra được cái nút bấm hay sao vậy? Dạ không, em chỉ không. Rồi, mời em gái giới thiệu về mình đi cưng. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý khán giả và bạn trai ạ. Em tên Nguyễn Thị Bích Thuận, năm nay em 26 tuổi. Em ở Tây Ninh và hiện tại em đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em đang làm công việc gì? Hiện tại em kinh doanh quán trà sữa và kinh doanh pha chế ạ. Làm cho người ta hay là mình tự kinh doanh? Dạ, em tự ạ. Được, chúc mua mày bán đắt nha. Dạ, rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em xin chào anh MC Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn gái bên đó và chào tất cả khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Chào em. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Duy Khang. Dạ, năm nay em 27 tuổi ạ. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, nghề nghiệp của em là quản lý vùng dịch vụ sản hàng của công ty Piaggio Vespa Việt Nam. Em sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Điểm mạnh điểm yếu của Khang là gì? Điểm mạnh của em là hòa đồng, vui tính, hay quan tâm đến người khác, em biết nấu ăn. Còn điểm yếu của em là em hay có một chút khô khan, ít nói, không có năng khiếu về nghệ thuật. Và đặc biệt là em hơi ở dơ. Em hơi ở dơ. Là sao? Cụ thể là sao ở dơ? Em rất là ít khi dọn dẹp phòng. Ví dụ như là cái ra giường thì thường khi mà em thay lại mua cái mới luôn. Trời đất ơi, có là để chắc một năm hả? Nói chung nằm thúi xong rồi dục. Bao lâu thay cái ra giường một lần? Dạ, chắc phải hơn một năm chứ. Ủa rồi em không ngứa hay em ngủ em không ngứa hả? Có một chút chị. Rồi có tắm không? Dạ, em cũng lười tắm. Bao lâu mới tắm một lần? Dạ, thì cái này nó còn phụ thuộc vào thời tiết đó chị. Ví dụ thời tắm thì cũng dơ lại thôi, bởi vì cái ra nó một năm nó mới giặt một lần mà. Thời tiết như hiện nay là bao lâu tắm một lần? Thời tiết như hôm nay là một ngày tắm một lần chị. Rồi quần áo bao lâu mới giặt? Dạ thì quần áo thì có mẹ em giặt cho. Trời ơi trời. Hậu ấm ha. Sở thích cũng lạ quá, bên đây bạn gái đứng hình luôn rồi. Có sở thích gì lạ lùng nữa không? Dạ em có sở thích uống trà sữa, ăn vặt. Vô liền, nãy giờ có một cái là vô thôi. Bắt mối liền em. Về xe mô tô và xe Vespa. Có tật xấu gì không? Hay lẩm bẩm một mình. Vừa đi vừa lẩm bẩm ha. Dạ. Có sở thích gì nữa không? Em thích đếm tiền ạ. Có tiền để đếm không? Hiện tại thì chưa. Chưa là lấy tiền đâu đếm mà có sở thích đếm tiền. Dạ thì mình có ý mình đếm ít chị. À vậy là có tiền để đếm. Chắc hết rồi đó ha. Dạ. Em gái, sao em? Thấy ổn không em? Dạ cũng ổn. Ví dụ ở giờ đó em thấy sao? Là bình thường. Là bình thường. Hả? Em cũng thế. Em cũng thế hả? Cái gì? Em cũng ở giờ luôn hả? Cỡ ảnh không? Hay là ai thắng ai thua? Chắc em nghĩ là ngang 9-10 thôi. Trời đất. Ra giường em cũng một năm không giặt luôn hả? Dạ không, cái đó là em thì hai lần năm. Vậy là em hơn anh ơi, em bởi vậy em mới 9, anh 10 thì em 9. Rồi còn gì nữa, bao lâu mới tắm lần? Thì cũng một ngày tắm lần, nếu mà có đi đâu thì em tắm tiếp. Còn kiểu ở nhà là khỏi tắm? Dạ ở nhà em khỏi tắm. Mà em không thích dọn dẹp lắm.
Thì như bạn Nam nói thì cũng khá giống cái tính của em. Mà bây giờ mới mốt hai chồng về lấy ở với nhau rồi. Rồi sao? Thì chịu khó dọn thôi chứ sao chị. Ai dọn? Xe nhờ dọn. Rồi bạn gái có những sở thích gì giống ảnh không? Mà nghe ảnh nói thì em cũng có thích cái tính là ảnh thích đi mô tô với xe Vespa. Thì em thì cũng lại thích tốc độ. Rồi vậy? Người em ta đưa mình đi tốc độ hay là mình tự lái tốc độ? Hai cái. Em có đặc biệt, có cá tính gì đặc biệt nữa không? Có cái gì dạ, hiện... lạ lạ nữa không? Thì em cũng có hơi nóng tính. Có điểm tốt nào không? Với điểm mạnh của em là em thì nhanh nhẹn lắm, vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát vậy thôi. Em cũng bất đồng và tự tin lắm. À, bạn trai, tình trường sao cưng? Dạ, em đã từng trải qua hai mối tình. Cái mối tình gần đây nhất là từ thời đại học. Em quen bà đó là qua khi mà đi học anh văn. Và hai đứa quen nhau là được 4 năm. 4 năm? 4 năm dạ. Là sao chia tay vậy cưng? Dạ, tại vì em có nhiều cái sở thích không giống với cô ấy. À, cái vụ tốc độ rồi đó hả? Mô tô rồi đó hả? Dạ thì cái sở thích, cái nhược điểm của em là em không thích, em không có ưu điểm về nghệ thuật. Thì bạn đấy rất là thích chơi guitar nhưng mà em là con trai gọi là học hành cơ khí cho nên là tay chân mình nó cứng lắm, mình không học được những cái môn nghệ thuật. Có vậy chia tay hả? Thật ra là khi mà em theo đuổi người ta thì bà đó đang giấu em quen một người khác. Chia buồn với em ha, cũng quen lâu ghê, 4 năm mới phát hiện bị cắm sừng. Tình trường đi cơ. Tình trường thì ít lắm, chủ yếu là lúc trước là ở tuổi học sinh thôi. Còn gần đây nhất là cũng có một anh đó, thì em cũng biết được là anh thích mình cũng 2 năm hơn rồi mà không nói. Thử nhưng mà cũng vì một cái sở thích chung thôi. Sở thích chung là sở thích gì? Là tốc độ rồi. À, cũng định quen nhau thôi nhưng mà cũng không bắt nhịp được nên thôi, nên em chia tay bạn. Rồi, vậy mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Cá tính thì hơi mạnh thì em cũng cần một người bạn trai thì mạnh mẽ. Để nhiều khi mạnh, gái mạnh tới đâu thì nhiều khi nó cũng có những chuyện mà mình yếu đuối. Cho em dựa vô, khóc đã rồi thôi. Nên em thích mẫu người con trai cao, cao trên 1m7. Con trai cao nhiêu cưng? Dạ em 1m83. Được không? Được không? Dạ được. Được. Bạn trai thích mẫu người lý tưởng sao? Giờ chia sẻ luôn đi em. Dạ em thích mẫu người con gái cao trên 1m62, mắt 2 mí, tóc dài, có sở thích giống em. Sở thích gì? Tốc độ hả? Dạ. Trời ơi, cao dữ ha. Chạy nhanh lắm hả? Bao nhiêu cây số giờ từng chạy nhanh nhất? Dạ thật ra thì em thích mô tô thôi, chứ chạy thì nhanh nhất cũng chỉ có hơn 100 thôi. Dạ, và đặc biệt là em nghe nói là bạn gái đang bán trà sữa thì cái đó cũng là một cái sở thích rất là thích nhất của em. Thích uống trà sữa lắm hả? Dạ. Ngày nào cũng uống hay sao? Hồi xưa lúc đi học là ngày nào cũng uống. Em có men không? Dạ có. Mạnh mẽ không? Một chút. Trời ơi, hôm nay người ta cần người mạnh mẽ. Sao tôi thấy nãy giờ cứ quẹo quẹo vậy? Nó kêu nhìn thẳng mặt tôi mạnh mẽ lên coi. Mình đã sẵn sàng gì cho đám cưới chưa? Dạ rồi ạ. Tại sao lại tôi hỏi có men không mà lại nó có chút chút? Có đôi chút á, thì em thích là nhẹ nhàng một chút. Cho cuộc sống mình nó sẽ dễ dàng hơn. Em hình dung bạn nữ bên này như thế nào? Em nghĩ là sẽ cao. Tại vì thường những con gái đi mô tô, con gái mà thích ngồi lại mô tô thì thường phải cao mới ngồi được. Đôi lúc trong cuộc sống cũng có những điều ngược lại. Chắc chắn là sẽ thích ăn ngọt và ăn vặt như em. Tại vì em nghĩ là nếu mà cái người thích uống trà sữa và người thích ăn vặt á thì phải có cái đam mê để làm để đi bán trà sữa được. Rồi, ok, chị thấy tạm ổn đó. Bây giờ sẽ qua thăm đàn gái. Cao 1m83 hả? Bên kia rồi 1m38 được không? Nói chơi vui thôi chứ không nên nổi 38 đâu nha. Ô, chào em gái. Dạ. Khỏe không? Dạ khỏe. Bây giờ em nghe bên đây nói giọng dễ thương không? Dạ dễ thương. Nhưng mà cao quá rồi sao em? Em thích. Anh cao dữ lắm luôn á, đi nhìn lên mệt lắm à. Được á. Các cô gái hay để nhuộm tóc em có thích không? Đừng có quá lố rồi, xanh lá cây rồi, đừng có màu hồng rồi. Màu hồng cũng được, xanh lá cây đẹp có gì đâu. Bên đây nhuộm tím rỉm mà. Được không? Dạ màu tím được ạ. Được rồi. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ. Dạ chào hai MC Quyền Linh và Cát Tường cùng quý vị khán giả ở trường quay hôm nay. Tôi là mẹ của Bích Thuận. Tôi ở Gò Dầu Tây Ninh. Năm nay tôi 56 tuổi. Hôm nay đến để quan sát rễ tương lai. Thấy cậu ấy cũng được. Nhưng mà tôi quên cái cậu ấy sống ở đâu vậy? Dạ con sống ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tên của cậu là gì tôi quên mất rồi. Dạ con tên là Nguyễn Duy Khang. Rồi cậu làm gì ở tại thành phố Hồ Chí Minh? Dạ con làm kỹ sư. Kỹ sư gì con? Dạ con làm bên xe. À, nhìn được. Sửa xe Vespa đó cô, Vespa là mắc tiền lắm. Chiếc con 5-7 ngàn, trăm mấy, 200 triệu luôn á. Thì cô cũng không có nói gì, con bé nhà cô á, nó hay cũng bướng bỉnh, như chỉ có một mình con nó thôi, thành ra cô cưng chiều.
Nếu mà sau này hai đứa mà có tiến tới hôn nhân ấy, thì cháu hãy lưu tâm dùm con bé cho cô. Dạ. Vậy thôi. Rồi, cảm ơn cô. Thế hôm nay em trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ. Tôi xin chào MC Quyền Linh, MC Cát Tường với toàn thể khán giả trong trường quay. Tôi là nói giọng Bắc, nhưng mà ở khu vực người Bắc. Chứ tôi là cũng 60 tuổi nhưng mà sinh trưởng trong miền Nam. Về cháu nữ bên này thì là tiêu chí của gia đình tôi là rất là dễ. Miễn sao hai cháu mà cảm thấy là thích hợp thì đó là được. Chứ không có vấn đề gì. Còn con dâu trưởng của tôi bây giờ tôi muốn nó đi mà nó cũng không đi. Nó nói má đừng có cho con đi, con thích ở với ba má. Yeah. Rồi, cảm ơn con. Rồi, mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Đó, bây giờ là chuyện của em đó Khang. Anh mẹ lên nha, mẹ lên à. À, anh chào em. Dạ chào anh. Dạ. Anh Quyền Linh gọi kìa. Bó hoa cũng rất là đơn giản nhưng mà ở trong đây có mang hai ý nghĩa. Thì thứ nhất là ý nghĩa nhất là bông hồng là đại diện cho tình yêu, và cái gói mà hoa màu tím á là đại diện cho sự trung thủy của anh. Rồi xong chưa? Dạ xong rồi. Xong rồi ngồi xuống tâm sự tiếp. Em có câu hỏi gì cho anh không? Thì anh thấy em như thế nào? So với tiêu chuẩn của anh thì em hết sức tuyệt vời. Em không cao đâu nha, em không có được 1m6 đâu à. Không sao em, anh sẽ cố gắng tìm những phương pháp để giúp em cao hơn. Không pháp gì trời. Nhưng em đính chính lại thì em không cao, nhưng em vẫn chống chân tới mô tô đó nha. Anh chỉ cần em chống chân tới chiếc xe của anh là được rồi. Dạ. Em có hay đi du lịch không? Em thì cũng ít lắm. Em thì chủ yếu là ở Sài Gòn thôi, thỉnh thoảng thôi. Chắc là em phải lo công việc kinh doanh đúng không? Với lại em cũng không đam mê du lịch lắm. Wow. Em thì lại thích đi biển thôi. Cái sở thích đi biển của em cũng rất là giống anh. Hát tặng gói anh bài đi em. Lấy hết cái đàn của anh sẽ tặng em một bài. Một khi em muốn có ai bên cạnh, để em khóc thật lớn để vơi nỗi buồn. Trái tim anh này, cánh tay anh này, có anh đây. Em cảm thấy anh như thế nào? Tại vì lên đây thì nó dung thôi. Em thấy cũng men mà, đâu có tí. Bình thường thôi chứ có gì đâu mà lại nói có tí. Nói chung là thì anh thì đúng như em, mẫu người bạn trai em thích. Cao hơn em. Nói chung là thấy nói chuyện với anh là em phải nhìn lên hôm nay thấy không? Nhưng mà là thích như vậy đi. Còn em cảm nhận gì cái nắm tay với bạn gái? Tay cô ấy không mềm. Nhưng mà em thích như vậy. Tại vì em nghĩ là cô ấy sẽ rất là chăm lo làm việc nhà, giống như là mẹ của em. Cài hàng quá. Thôi. Rồi, về vị trí đi các bạn. Nút đi chứ còn gì nữa đâu mà. Bên phải, bên trái, bên đây xíu. Trời ơi, ông thợ, ông kỹ sư, ông sửa gì mà có cái nút kiếm ông ra. Kệ người ta đi, cô lo quá, cô lỡ sợ người ta không tìm ra được cái nút bấm hay sao vậy? Dạ không, em chỉ thôi. Xin chào đón quý vị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngoài phiên bản sóng truyền hình, chúng tôi còn có dịch vụ mai mối offline Bạn Muốn Hẹn Hò được tổ chức cuối tuần trên toàn quốc. Chi tiết thì hãy liên hệ trên kênh fanpage offline Bạn Muốn Hẹn Hò hoặc số hotline đang chạy bên dưới của chương trình. Vẫn như thường lệ, chúng tôi sẽ có những chương trình làm mai mối cho những quân nhân chuyên nghiệp. Các anh chị, các bạn bè nào mà có nhu cầu đăng ký tìm một nửa yêu thương của mình là những quân nhân chuyên nghiệp thì đăng ký với chúng tôi nhé. Và bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Không hút thuốc, không uống rượu bia, không cờ bạc. Buồn cũng ngủ, vui cũng ngủ, hạnh phúc cũng ngủ, đau khổ cũng ngủ, em cảm thấy ngủ là hạnh phúc nhất. Em cứ lên em phỏng vấn thôi, em cũng không biết ai đăng ký cho em nữa. Em nghĩ là em quá cao quý, không thể dễ dàng thuộc về ai hết. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Dạ, chào mọi người. Mời bạn nữ.
Chào em. Rồi, mời em gái ngồi. Mình giới thiệu về mình một chút đi em. Dạ, con chào chú Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường. Rồi, chào, chào em. Chào bạn nữ bên kia. Con tên đầy đủ là Nguyễn Phan Quang Duy. Con năm nay 26 tuổi. 26 tuổi. Sinh ra là lớn lên ở Sài Gòn. Quê Sài Gòn. Dạ. Nghề nghiệp làm gì? Con làm nhân viên bán hàng cho Coca-Cola. Bên kia. Mời em gái. Em chào chị Cát Tường, chào anh Huyền Linh. Em tên là Trương Thị Kiều, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em đang là nhân viên văn phòng và em cũng sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình nói chút xíu về điểm mạnh điểm yếu nha con nha. Dạ. Con có điểm mạnh gì? Không hút thuốc, không uống rượu bia, không cờ bạc, lãng mạn nữa. Không lãng mạn hả? Lãng mạn, con có lãng mạn chứ. Có lãng mạn chứ. Không rượu bia, không hút thuốc, không lãng mạn là mệt nha. Lãng mạn là ví dụ làm gì lãng mạn? Giờ tổ chức sinh nhật cho bạn gái. Dạ. Sao cho nó lãng mạn? Thì giờ mình tạo bất ngờ thôi, giống như là mình bữa đó mình giả bộ mình quên luôn. Rồi sao? Vậy như cuối giờ á thì mình mới bất ngờ mình tặng quà cho bạn chứ. Bất ngờ đâu lãng mạn. Lãng mạn là giống như quên luôn đi ha. Xong cái để cái bánh kem đâu ở cái trước cửa gì đó. Cái nói em hình như có ai gửi quà cho em rồi kia. Bạn ra bạn dở cái hộp ra phun mưa xuống, xịt nước phun mưa xuống. Bánh kem rừng già ra ôm nhau ngày bánh kem, tặng bánh kem, ăn bánh kem trong cái vòi nước đó. Anh thấy vậy lãng mạn hả anh? Lãng mạn không cơ? Lãng xèo. Chắc có lãng nhách quá. Điểm yếu điểm mạnh của em là gì? Em sống khá đơn giản. Nói chung ngoan. Em không thích đi đâu chơi hết, em chỉ thích rảnh là em đi ngủ thôi. Buồn cũng ngủ, vui cũng ngủ, hạnh phúc cũng ngủ, đau khổ cũng ngủ, em cảm thấy ngủ là hạnh phúc nhất. Hay cái này hay rồi nha. Đỡ tốn kém ha. Ảnh nhỏ hơn em 2 tuổi có gì lạ không? Dạ không đâu chị, em tự thấy là em trẻ. Đúng. Thật ra trong văn phòng em luôn nói là em mới 19 tuổi thôi. Quan trọng là yêu thôi, đừng nói tuổi. Mấy mối tình rồi? Dạ, từ hồi nhỏ thì lớn lên là từ trường về nhà, sau đó từ nhà đến trường, rồi đi làm thì từ chỗ làm về nhà, xong từ rồi, nhà về chỗ lắm. Làm bạn bè thì toàn là nữ, đâu có nam đâu mà gặp, nên em không có mối tình nào hết à. Đó là lý do đó hả? Thích đàn ông không? Không, em nghĩ là em quá cao quý, không thể dễ dàng thuộc về ai hết nên tới giờ đó. Em quá cao quý luôn hả? Em như con cá cảnh gì đó, em bỏ vô hồ em chân luôn nha. Lộng kiến à. Mẹ em đập bể cá bắt em ra đây á chị. Có vấn đề gì không em? Không chị, em... Chắc chắn là bình thường không? Có, em vẫn thích trai mà. Thích trai nào? Kim Jae-jun. À. Cô Chuyên Miễn. Cô Chuyên Miễn. Dạ. Có thích gái không? Đẹp thì thích chị. Gái đẹp thích luôn. Chỉ là mình thấy người ta đẹp thì mình cảm thấy hâm mộ. Vì sao nhắc tới gái đẹp mà mắc cỡ vậy? Em rụt rè chị. Hồi đó giờ có yêu đơn phương ai chưa? Có chị, lớp 7 là yêu đơn phương rồi. Trời. Có tỏ tình với người ta không? Không, mà lúc đó em cắt tóc như tomboy vậy, tụi nó coi em như anh em vậy. Cũng khổ. Tôi nghĩ giới tính cô quá. Mày thích con trai không? Thích. Có hôn ai lần nào chưa? Thế như là chưa rồi. Người ta nói là người ta đâu có yêu ai đâu. Nắm tay chưa? Có một bạn lén lút nắm tay em rồi. Bạn có tỏ tình với em, xong bạn đã nắm tay em. Sao không chịu bạn đó luôn đi? Lúc đó em còn khờ dại quá chị. Nắm tay cũng mới bụng dại, nắm có một lần một đó thôi phải không? Trời ơi, thiệt thòi cả cuộc đời mình, luôn. Mình bỏ lỡ thanh xuân cũng hơi nhiều. Thanh xuân của em để ngủ không làm sao em yêu được. Bây giờ phải thức dậy, bắt đầu từ ngày hôm nay là thức dậy và yêu. Ok. Dạ. Đồng ý không? Dạ. Một lát hôn liền lia lịa cho đây cho tôi. Em tính là cắt không có hôn gì hết á. Ngại lắm. Gì vậy? Ở đây chương trình bắt buộc hẹn hò là phải hôn. Có coi chương trình mà muốn hẹn hò chưa? Có, nhưng mà thấy nó hơi kỳ. Thấy thật kỳ, lên đăng ký chương trình chi? Chương trình để giải ế, lên đây hết ế là phải hôn. Đồng ý không? Để suy nghĩ cái đã. Không có suy nghĩ gì hết á, còn suy nghĩ nữa là ế nữa là ngủ tiếp. Ok. Rồi bạn trai. Dạ. Bên kia không có mối tình nào chưa? Còn có mấy mối tình rồi? Chính thức thì có 2 mối tình. Một mối tình đơn phương thôi. Dạ. Còn mối tình kia? Con quen cái bạn đó lớn hơn con 2 tuổi. Cũng 2 tuổi luôn. Lớn hơn con 2 tuổi. Thì nói chung là gia đình bạn đó ngăn cấm không cho quen. Lý do? Sao? Con nghĩ là con lúc đó con chưa có sự nghiệp gì. Con chưa cái vững chắc thì người ta thấy không xứng đáng với lại bên gia đình bên đó. Đúng rồi, đôi khi ta có con gái ta cũng lo. Rất là đúng đó. Giờ con có sự nghiệp chưa? Dạ con nghĩ là con cũng vững rồi. Con nghĩ vậy là được. Dạ. Rồi. Chứ cái người mà nghe nói có sự nghiệp không, nó chưa biết có sự nghiệp hay không là lo lắm luôn á. Dạ. Ha? Có mẫu người lý tưởng, thần tượng gì không em trai? Cái ngoại hình của diễn viên Thanh Trúc á.
thích chị đó. Nhìn hiền hậu, mặt phúc hậu là được rồi, tròn tròn chút. Nhìn thanh trúc vậy đó hả? Dạ. Bên kia tre trúc được không? Có cái gì em không thích ở người bạn gái không? Em không thích con gái mà nói tục bữa bữa với nhau thì ok. Nhưng mà đừng có nói chuyện mà tục, đúng rồi. Bạn gái, bạn muốn tìm một mẫu người đàn ông như thế nào? Chín chắn, trưởng thành. Tại từ nhỏ thì em được gia đình bao bọc cũng hơi kỹ, nên tính em thì hơi dựa dẫm. Nên em cần một người đàn ông có thể bảo vệ được cho em. Vậy là đủ rồi ạ. Chín chắn là sao, trưởng thành là sao, cụ thể là sao? Nói chung là em cần một người em có thể tin tưởng và giao cả cuộc đời em cho bạn ấy được. Giờ cũng khó lắm em. Ít nhất là phải canh cho em ngủ được. Bây giờ chừng nào tiến tới hôn nhân? Dạ sao cũng được ạ. Sao cũng được. Chứ hồi em đăng ký chương trình này em quyết định em tính trong người như thế nào? Ai đăng ký chương trình cho em? Mẹ. Mẹ? Đây là mẹ tính cho em không có tính. Đấy, nãy em nói mẹ đập hồ cá đó. À, đập hồ cá bỏ lên đây luôn bắt đăng ký tham gia. Đúng rồi, giờ hả dụ mấy mợ kêu em là không thành công là giết, là giết. Trời ơi, cái mỏ này hung đã lắm nè, một lát bị hung là tôi biết luôn. Chào em. Dạ, chào chị. Tay cũng lạ quá ha. Dạ, em cảm ơn chị. Ai đăng ký em tham gia chương trình? Dạ, hiện tại em cũng chưa biết ai đăng ký em tham gia chương trình nữa. Ủa là sao? Tại bữa đó em đi họp ở công ty, rồi tự nhiên cái nghe cuộc gọi từ chương trình gọi tới báo em lịch phỏng vấn, thì em cứ lên em phỏng vấn thôi, em cũng không biết ai đăng ký cho em nữa, thì cũng đang nghi ngờ tùm lum tùm la hết đó. Chắc là thấy em ế và không có khả năng có bạn gái cho nên mới đăng ký chương trình cho em đúng không? Dạ đúng rồi, nó tốt lắm. Tốt mà, thì muốn cho em thoát ế là tốt rồi. Em ghi nhận. Dạ. Có một cái điều gì mà em đặc biệt em không thích ở đối phương nữa không? Hờ hợt quá, kiểu như một người con gái tinh tế chút. Cô rất là tinh tế nhưng khi cô thức. Dạ. Nhưng mà cả cuộc đời cô chỉ để ngủ thôi. Rồi để anh quan coi đàn gái coi sao nha. Dạ. Chú coi coi có tướng phù thê em chú. À. Phù thê. Chú coi coi nha, có phù thê không? Ô chàng gái. Có phù á, còn thê chưa biết. Dễ thương lắm. Ha. Cảm ơn chú. À. Đang bàn chuyện qua chú thấy chưa? Rồi bây giờ thế này, mình có chịu được một người đàn ông mà quá cá tính, tức là quyết đoán quá không? Con thích mấy người quyết đoán. Nhưng quyết đoán quá, nó trở thành gia trưởng đó. Phải kiềm chế lại. Tại vì thời này mà gia trưởng quá sống sao nổi. Đúng rồi. Em ghét nhất điều gì ở người đàn ông? Tứ đổ tường, trời bạc banh bóng. Bên đây không có banh rồi, nhưng bóng không biết có không. Hợp á, hai nụ cười thấy rất là tươi nha. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nè, hôm nay em đi với ai em gái? Mẹ, mợ, dì, chị. Dạ, mẹ, vô cả nhà đi luôn. Chị. Là nguyên cả nhà này đập hồ cá nè phải không? Dạ. Dạ, con chào cô, chào gia đình nhà gái. Xin chào MC Cát Tường, dạ. MC Quyền Linh. Dạ, con chào cô. Dạ, chào toàn thể khán giả trong trường quay. Tôi là mẹ của bạn Kiều. À, cho cô hỏi nha. Dạ. Ê, con làm ở đâu? Hiện tại con làm khu vực bên quận 6. Nhà con ở quận 6 luôn cô. Mẹ thì mẹ thấy cũng được, nhưng mà tùy con quyết định. Dạ. Rồi. Mời ý kiến nhà trai. Dạ, hôm nay em đi với mẹ em và em gái em. Dạ, chào cô. Dạ, con chào cô. Dạ. Em xin chào MC Việt Linh và MC Cát Tường. Dạ. Xin chào quý vị khán giả ở chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tôi là mẹ của Quang Duy. Dạ. Đây là em gái em của Quang Duy. Dạ. Đây cũng là em luôn. Dạ. Ủa em gì? Là em bà con. À em bà con. Dạ. Lại nãy nghe có một cô em gái thôi à. Dạ. Này là em bà con. Dạ. Rồi. Cô thấy sao đàn gái bên được không cô? Thì cô thấy con dễ thương. Con lớn hơn bạn Duy nhưng mà con trẻ. Nhưng mà con phải ra ngoài một tí, đừng có ngủ nhiều. Tại vì chưa có người yêu nên ngủ. Thử có người yêu coi. Bây giờ là phải thích nha. Đó. Đúng rồi. Các Tường nói mà. Bây giờ phải thích nhiều. Dạ thức và yêu. Rồi gia đình cô thì rất là dễ. À, không có khó khăn đâu. Nếu mà con làm dâu của cô là con có phước lắm đó. Rất là dễ. Toàn là nấu cơm cho con dâu ăn không à. Dạ, dạ cứ hạnh phúc quá không? Năm con trai lẫn mà nấu cho năm con dâu ăn lẫn. Không, sáu con trai. Sáu con trai. Sáu con trai, một con gái Úc. Mà lấy vợ hết chưa cô? À, bốn anh lấy vợ rồi. Còn anh lớn hơn anh này. Dạ. Với anh này với cô là này. Vẫn ở chung nhà hết, cô nấu cơm hết không, luôn. Hai anh kia ở riêng, có anh thứ hai, thứ ba, thứ tư ở riêng. Dạ. Nấu cơm cho con hết. Hai cô dâu kia không nấu. Không, con dâu ở chung cũng không có nấu nữa. Dạ. Trời ơi, con nghiệp cô. Tự nấu cho mấy con ăn. Tại mẹ thích, ba mẹ con thích gì chú? À. Thích nấu cho con ăn. Vậy là khỏe rồi ha.
Vậy thấy làm dễ dâu thì rồi không đó. Có cực đâu. Rồi, dạ, cảm, rồi cảm ơn cô. Chủ yếu là hai bạn. Bây giờ mở rau. Con đem qua tặng. Rồi, trò chuyện nha hai bạn. À, mình cũng muốn quà tặng bạn. Anh em tặng bạn cái gì? À, thì ban đầu định tặng mấy bông hoa, nhưng mà thấy hoa thì dễ tàn lắm, cho nên thôi tặng một chậu xương rồng nhỏ vậy đi, có buồn ngủ quên tưới cây cũng không sao. Tính gọn ghê. Con tặng bạn gái luôn đi. Em có nghe mùa thu mưa dâng lá đổ, em có nghe nai vàn hát khúc yêu đương, và em có nghe khi mùa thu tới hai trái tim vươn màu xanh mới, em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé, em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ, em có hay thu về hết dấu cô liêu, và em có hay khi mùa thu tới hai chúng ta sẽ cùng chung lối, em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngất ngây. Hay quá, cảm ơn. Bài hát hay quá. Dạ cảm ơn. Bạn gái nói mà dạ cảm ơn. Anh cảm ơn em. Ồ, mà bạn tên gì nãy giờ mình chưa biết luôn. Trời đất ơi. À, mình là con gái của Nguyễn Du, tên là Thúy Kiều. À, Thúy Kiều, à. Ngại quá, thôi con về chỗ luôn chứ. Không, đừng có gì á. Đứng đó đi, mình phải làm quen ngay lúc này, đừng có bẽn lẽn. À, bạn nhìn thấy mình như thế nào? Ờ, dễ thương, chung là cũng bắt mắt. Hai đứa nó bẹn lẻn nhìn dễ thương dễ sợ luôn đó. Hai đứa mà cưới nhau nhìn cái hình lại này bảo đảm không cưng, thiệt là cưng nữa thôi á. Thôi được rồi, về chỗ đi. Dạ. Về rồi, cho nó thoải mái xíu nào. Tâm sự nè. Rồi. Hỏi đi. À, sao? Bánh nãy, nãy mình hỏi bạn rồi, bạn hỏi mình đi. Dạ. Dạ hoài. Trời ơi. Lần đầu tiên gặp bạn trai đó là em nhận xét bạn ấy như thế nào? À, thấy cũng dễ thương, phong cách cũng hay đó. Thích không? Thích cái phong cách đó không? À, cũng thích. Tóc dài và thích luôn hả? Quan em trọng. Có đem hình hồi em lúc tóc ngắn gì không? Dạ có. Cho chị coi ngắn dạ. Đẹp hơn hay dài đẹp hơn. Cho bạn gái coi đi. Để em tạ em chọn. Trời ơi đẹp trai hơn nè. Cắt tóc ngắn đi. Em nghĩ là quan trọng là cảm xúc của bạn đó thích cái gì thôi. Không, không có cảm xúc gì. Đẹp trai nè quý vị. Tôi nói đẹp trai là đẹp trai nè. Mọi người nhìn nè. Đó. Tóc ngắn đẹp trai không? Tại sao lại để tóc dài? Chỉ là em thấy trong cuộc đời mình thì nên làm một cái gì đó để lưu lại thôi, một chút kỷ niệm về cuộc đời mình thôi. Ờ, lưu chưa? Cũng lưu rồi. Lưu rồi mai cạo đi, cạo một cái cho nó láng hết. Nói tới vấn đề cạo thì chắc phải chia sẻ thêm chút nữa. Nãy con có kể với chú là con có mối tình con đơn phương với chú. Thì lúc đó con cũng tìm hiểu cái bạn đó. Thì tìm hiểu qua lại cũng đi chơi vài lần rồi. Cái lúc đó con cũng để tóc dài vậy nè. Rồi bạn đó tự nhiên bẵng thời gian mà nó không nói chuyện với con nữa. Xong cái bạn đó kêu con đi cắt tóc. Cái con cũng cắt tóc luôn. Con tưởng là con cắt tóc xong rồi thì hai đứa sẽ tiến tới nhau. Nhưng mà cắt tóc xong rồi bạn đó im lặng luôn. Rồi bây giờ là hai đứa là bạn bè luôn. Sao kỳ vậy? Có nghĩa là phong thủy không tốt đó đúng không? Thì có thể là bạn đó nghĩ là chỉ là bạn bè thôi thì góp ý cho mình cắt tóc thôi, nhưng mà con thì tưởng đâu là cắt tóc là có bồ phải không? Dạ con thì có chắc con hơi vội cho nên vậy. Nhưng mà bữa nay cắt tóc có bồ nè, cắt tóc bây giờ xõa tóc ra coi thử tôi thôi cho. Xấu lắm, mở tóc ra tôi coi có tóc dài chị. Hơn tóc tôi không nè, coi hai đứa nào đẹp gái hơn. Đó. Dạ ghê có chí không? Không hai ngày còn lần. Tóc bên đây cũng dài hơn bên kia rồi. Dài hơn bên đây còn gì nữa. Thì bắt đầu tóc của con dài tới đây nè. Dạ. Sau rồi cái... Sao quên mất rồi. Cái xong cắt tới vậy. Ủa mà nó nghe nè, mấy ngày tắm lần?
Mỗi ngày đều tắm chị. Tại sao mỗi ngày tắm mà đầu thì hai ngày mới gọi lần? Tóc dài gọi đầu mệt. Vậy thì cắt tóc đi, khỏi mất công. Thôi em muốn để dài hơn nữa. Thật ra theo em tóc tai dài hay không thì nói chung là quan trọng là mình sống mình cảm thấy thích, mình thoải mái là được. Dạ đúng rồi. Rồi bỏ vụ tóc qua đi, vô chuyện tình yêu đi hai bạn. Rồi vô. Cưới về thì Kiều có ý định gì cho tương lai chưa? Anh nói hồi lúc nãy là sống khá là dựa dẫm vào gia đình á. Nên còn một người đàn ông mình có thể tin tưởng được. Em lấy về là em sắp xếp. Em muốn cô làm gì cô làm nấy. Khỏe rồi. Đúng rồi, thà kiểu như vậy á. Nhưng mà cô không làm là em hốt ổ luôn đó. Không, không làm thì em chắc em làm giùm được. Tại nhà em cũng nói chung là cũng phụ việc đi nha, đây nhiều người là có mới nói nha. Thật ra thì ngoan lắm, kiểu giống như là đặt đâu ngồi đó đó. Dĩ nhiên là có chính kiến chứ. Cái gì quá đáng quá thì chị sẽ không nghe đâu ha. Chờ, sao lại xin mừng chị. Ai biểu không chịu mạnh dạn lên giờ xưng bằng anh đi em đi. Tôi kêu anh em nãy giờ không chịu để nhờ tao. Nãy giờ em xưng tên không à? Không có tên gì đây, tên là quên nhiều khi hồi cái lộn mày tao luôn á. Giờ anh em đi. Cũng như thí dụ kết hôn rồi thì chồng muốn làm gì á thì chị sẽ nghe. Rồi hai vợ chồng thỏa thuận với nhau kiểu ngoan ấy. Mọi người nói vậy chứ không biết nữa. Ông kia cười hoài vậy, nói chuyện đi. Kiểu có thích đi xem phim không ha? Kiểu thích xem kinh dị. Được. Sắp tới có cái bộ phim gì mà cái gì mà mấy cái đầu lâu gì mà dựa trên cái sự thật gì có thiệt ở một cái. Đúng rồi chị thích cái coi đó. Được á. Đang lát mình lấy vé đi coi luôn. Rồi bây giờ tỏ tình nè, ai tỏ tình với ai cũng được, chơi một người 15 giây nhìn thẳng vào mắt nhau và nói những gì mình đang suy nghĩ hiện tại để quyết định bấm nút nè. Mời bạn trai trước. Nếu mà Kiều lập gia đình á thì Kiều sẽ gọi cái người bạn đời của Kiều á là ông xã hay là anh yêu? Là con. Anh nghe nè. Qua ai nhỉ? Rồi anh nghe rồi, nghe rồi. Nói gì vậy? Hai người nói tiếng gì vậy? Lão cung là tiếng Hoa á chị. Là ông xã. Thật ra thì ấy thích gọi là gì thì sẽ gọi là cái đó, nghĩa là đừng chỉ em là được rồi. em muốn cảm cho cái người bạn đời của mình cảm thấy hạnh phúc. Đâu gọi lại hai đứa gọi lại cái nữa. Là bố. Anh nghe nè bà xã. Thôi được rồi. Nãy giờ anh quan sát hai đứa đó, thật sự là hai đứa rất có duyên nha, phu thê lắm á. Theo anh á, theo chú bấm đi con. Bấm đi, chú cầm mâm đi trước cho. Chứ đàn gái là dễ thương lắm rồi đó nha. Đàn gái có duyên lắm con. Dạ. Con cũng đẹp trai nữa. Dạ, cảm ơn chú, không biết mà. Thôi được rồi, bây giờ giờ phút quan trọng đã đến. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau. Xin phép đi. Con xin phép. Xin phép nói rồi. Dạ con xin phép nha nha bác. Xin phép cái gì? Con xin phép, con xin phép hôn Kiều. Cảm thấy sao em? Đúng quá vậy. Cảm thấy trong người ổn không em? Đâu ổn chị. Ngon không? Đâu có ăn đâu chị. Rồi xíu mình đi ăn. Nhìn bạn gái nói một câu gì đi, cho bạn gái yên tâm đi con. Nói gì trời. Bấm nút rồi thì có gì tối mình hẹn hò. Cái đó yên tâm gì đâu, yên tâm trời ơi trời. Anh hứa anh sẽ cái gì đó hay như thế nào đó. Thì anh xin hứa nếu mà nếu có gì nữa người ta bấm nếu rồi mà, đó, nếu chúng ta tới với nhau anh có thể trở thành bờ vai để em dựa dẫm được không? Dựa đi. Nó còn trẻ con lắm. Nó còn trẻ con nhưng mà dễ thương nè. Nói gì nói trước mặt ông bà cha mẹ sâu sắc chút xíu nha. Đừng có giỡn, có gì rủ chú đi nha con. Chú lo mối này cho. Dạ, cảm ơn chú chứ. Rồi,
Nè, những chiếc vé xem game của cùng rạp Cinebox 212 để chiến thắng. Phần quà dành cho hai bạn là một cặp nhẫn cưới trị giá 10.200.000 đồng đến từ thương hiệu Lộc Phúc Fine Jewelry, có thiết kế tinh tế vượt trội, đi đôi với chất lượng đỉnh cao, bền vững theo thời gian, được thiết kế riêng cho câu chuyện tình yêu của hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Quà tặng dành cho hai bạn là một bộ mỹ phẩm chăm sóc da mũ trôm Tân Gia Khang, gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Này của em nè. Đây, gửi tặng hai bạn, đây là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc là Biên Hòa đến từ hệ thống của cửa hàng dịch vụ ngày cưới Alem. Chắc đi coi phim đi con. Nắm tay, nắm tay, à. Nắm tay móc. Mình hãy làm bờ vai. Đi phía trước đó. Đi.